Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Giờ để coi, ai đủ? Tranh súng với kẹo luôn cả, nào thằng nào tranh? Nãy mày tranh súng với anh phải không? Lên bảng đếm số luôn nha em, mày tranh súng với kẹo à? Đáng thương vãi trưởng luôn nha anh em. Tới câu nào? Hình như là mình nghe thì tiếng đứa nào vừa ăn cái bản đồ kho báu anh em ạ. Ok, bên trên có người á, lên luôn. Để con nào nha em. Ok, có luôn ba lô level 1 nhé vào đây. Let's go nào, ở trên nào. Đâu, các bạn đâu rồi? Các bạn đâu cả rồi ta? Có một đứa nãy đang sới ở trên này anh em. Mình chạy lên trên thì nó lại chạy đâu mất tiêu rồi à? Đây à? Đây à? What the hell, ngồi đây làm gì vậy? Ngồi đây chú định canh anh à? Thế này là xanh mộ là đúng rồi nha em ơi. Ngồi đây canh anh thì chẳng là xanh mộ. Bạn thứ hai rồi nha anh em. Và kẹo sẽ tiếp tục qua cái phía bên con nào. Ok, thêm được cái tay súng anh em ơi. Ơ, cái huy hiệu thợ săn kia thì mình đâu có lượm được đâu. Mình sẽ quay lại cái phía thung lũng coi. Không biết là còn là ai ở thung lũng hay không nhỉ. Nhưng mà nếu còn người thì mình sẽ cố gắng mình kill nốt cho nó luôn. Chứ mình đâu ngại cho nó đâu. Đây các bạn ơi, xuống dưới này luôn này. Con bên này con nào? À, bên này anh em ơi. Đây rồi. Ui, gì vậy, gì vậy? Gì vậy, làm gì mà căng bạn ơi? Làm gì mà căng bạn ơi, từ từ nhá. Từ từ, mình còn máu cái đã, làm gì mà căng? Làm gì mà xấy ghê vậy, ai chơi được? Xấy ghê vậy thì ai chơi lại bạn hả? Đâu bạn đâu? Nó đây rồi nha mày, nó đây rồi. Lên bảng đếm số luôn này. Để láo lếu với anh à? Thanh niên mình bắn nó không mất một giọt máu nào luôn anh em ạ. Nó dám láo lếu với mình à? Bây giờ thì xanh mộ này đáng buồn chưa em ơi, đáng buồn chưa? Đây có thôi 3 kill rồi. Ở cái hòm xác này thì cũng chỉ là có một vài cái trang bị rởm rởm thôi. Nên thôi anh em, lên xe và chúng ta sẽ đi săn mạng luôn nhé. Ơ, từ chân. Ôi đậu xanh. Đậu xanh từ chân này. What the hell qua đây. Có dọc qua đây bạn ơi. Đứng tạm đây cho an toàn các bạn ơi. Sợ là sợ nó chạy qua chỗ mình cơ. Đây rồi. Qua đây à? Đậu xanh này qua đây à? Qua đây chạy anh à? Biết ngay mà. Biết ngay mà em ơi. Tính móc lốp anh thì đâu có dễ đâu. Anh lại hiểu các chú quá mà. Ok rồi, ngon lành. Tiếp tục chạy đi sân mạng nào nha em ơi. Mình sẽ qua mấy cái khu này con nào. Wow. Đây, qua tạm căn nhà này luôn thì cũng chẳng thấy ai cả, này khá là vắng. Thế nên là chúng ta sẽ chạy mãi qua ngoài này coi. Bây giờ thì mình chẳng còn cái quả máu kẹo nào cơ. Anh gắt quá, anh chơi thường thôi mà em, đâu gắt đâu. Anh kẹo gắt quá hả? Thì kêu mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Các bạn xem live thì nhớ là hãy chia sẻ live stream để ủng hộ cho mình nhé. Thì kêu mọi người. Ok, để mình này qua cái khu phía dưới này coi nào. Ui ui, chạy lên trên cái đã. Oh my gosh, người đâu cả rồi ta. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta qua cái tháp đồng hồ này hơi bị muộn. Tầm này mà qua tháp đồng hồ thì chẳng còn ai đâu. Đúng thật là không còn ai mọi người ạ. Ơ nhưng mà công nhận là ngày hôm nay thì các bạn ấy
chắc là không có ai nhảy thắt bằng hồ hả anh em, hay là ít người vậy. Nên là đồ đạc ở cái khu này nó còn nguyên luôn mọi người ạ. Anh em thấy chưa? Đây, đồ đạc ở tháp đồng hồ các kiểu thì còn nguyên luôn nhé. Anh em thấy ổn chưa? Ngon lành. Ơ này, ơ này, chạy đâu Hải ơi? Làm sao Hải ơi? Chạy đi em ơi. Ok. Anh thấy chú xanh mộ lại hỏi tại sao nhá. Ui, nó chạy vòng lại hả? Nó chạy vòng lại trên mình các bạn ơi. Đây à? What the hell, đây rồi. Lên bảng điểm số nha bạn ơi. Vậy như vậy là kẹo đã có được mạng thứ 5 ở trong cái ván đấu này rồi nhé. Gặp ngay cái đứa này nó cứ chạy vòng quanh tháp anh em ạ. Đây rồi. Thêm được khá là nhiều trang bị ngon này. Bom keo các kiểu này, thêm đạn thôi. Ổn rồi. Ngoài ra thì có cả Goza nữa thì anh em thấy chưa? Thế này thì... thế này ổn quá nhỉ anh em. À, trong UAV có người nhưng mà mãi xa cơ. Nó xa quá đâm ra là cũng kệ thôi. Mình lượm gì thì mình chơi nấy thôi anh em ơi. Ok, hai đứa nhá. Từ từ đây. Kẹo qua đây, lượm thêm máu này. Quay lại luôn. Làm gì mà căng hả các bạn ơi. Ok. Hai đứa mãi xa nhá nhưng mà kẹo không ngại đâu. Cầm bố ra qua mà sấy luôn thôi. Mình phải sấy cho bọn này nó xanh mộ luôn anh em ạ. Bồi yên cỏ đẹp luôn nhé. À, đằng sau mình cũng có người cả. À đủ. Đằng sau này mình cũng có người anh em ơi. Hình như là nó ở cái khu phía dưới đấy. Chắc vậy rồi. Ở phía dưới này có một cái đường hầm anh em ạ. Khả năng cao nó ở phía dưới nhá. Không có nên thôi vậy. Đánh thôi các bạn ơi. Chạy qua phía này nãy thấy hai đứa mà. Chưa thấy ai quen đây cả anh em ơi. Wow, cái đậu xanh. Mình sẽ lại chạy lên phía này con này. Ngay thỉnh mới, một thỉnh mới ở ngay cái phía 120 độ nhá. Có lẽ là kẹo chạy qua thì hơi bị trễ rồi. Đây là chúng nó đã chạy mất tiêu rồi. Không sao cả anh em ơi. Chúng nó chạy mất tiêu rồi thì đánh thôi. Thì đó thì mình sẽ cố gắng săn thật là nhiều mạng nhé anh em. Vâng, giờ là còn lại 16 người chân nữa nha. Phía dưới này kẹo chưa thấy ai cả này. Nên là chúng ta cứ chạy thẳng lên phía trên thôi nào. Lúc nào cũng xanh mộ đúng rồi em. Thì xây cho nó xong gọi là xanh mộ mối yên cỏ đẹp mà em. Tố cáo anh kẹo và như hách hả. Đâu có đâu em ơi, anh chơi gà mà em ơi. Nhà em mới hết kẹo mà không có tiền mua kẹo. Anh cho nhà em ít kẹo đi. Ok, qua đây này. Qua đây anh cho kẹo em ơi. Từ từ mình qua phía này đã. À đủ, có vẻ căng. Có vẻ căng này. Kẹo qua luôn. Hình như là nó đang ở trên căn nhà này luôn anh em ạ. Đây hả? Chắc là vậy rồi. Câu thử quả liệu lên coi. À có người nhá. Có người các bạn ạ. Chạy ngay phía sau mình này. Uầy, gì vậy? Bên hình nhảy mây. Bên hình nhảy mây. Làm sao? Làm sao hả bạn ơi? Định biến hình nhả. Định biến hình hả bạn ơi? Mình sẽ quấn đêm bóng luôn cái đã. Làm gì mà căng hả bạn ơi? Ở đây mắc kẹt không chạy qua được anh em ơi. Nó ngay sau bom keo thôi nhé. Ủa. Ủa nó xanh mộ từ lúc nào rồi cơ. Sao vậy ta anh em ơi?
Chắc là bị cái đứa nào phía trên bắn cho xanh mộ hả? Làm quả kẹo chạy qua đã thấy xanh mộ rồi. Từ từ nha anh em ơi. Lượm xác qua hai bông keo là điều bất khả thi và không có lượm được. Mãi phía trên có người nha anh em. Đây rồi, từ từ nhá, từ từ nhá. Mình hết bông keo rồi cơ anh em ơi. Quay đây lượm nhanh xem nó có bông keo không nào. Uầy, khá nhiều chuẩn bị ngon nha. Uầy đừng, đừng bạn đây, đừng bạn đây. Đừng bạn đây, đừng xé mình như vậy. Mình sợ bạn ơi. Đậu xanh lượm được có mỗi quả bông keo gặp bị nó xấy cho SML anh em ạ. Đơn giản là kẹo không có bông keo cơ. Thằng này láo. Thằng này láo này, ok ok. Mình không có bông keo nó xấy mình SML luôn các bạn ạ. Từ từ đây. Mình ngồi ở cái thùng rác này. Mình canh nó luôn anh em ạ. Nào qua đây. Có giỏi chú qua đây thì đừng hỏi tại sao nhá. Mình chưa thấy nó luôn cơ anh em ơi. Ok ok. Mình chỉ muốn lượm một xíu đồ thôi mà không ngờ bị nó xấy cho SML luôn. Cay thật. Alo bạn ơi, chạy vào đây bạn ơi. Có giỏi thì chạy vào đi bạn ơi. Nó chưa chạy vào cơ à, khả năng cao nó ở ngay phía sau trụ điện thì phải. Không, tầm này là nó chạy mất tiêu rồi. Tầm này nó chạy rồi anh em ạ. Ok, mình cũng chạy thôi. Không canh được nó thì chạy thôi chứ biết sao giờ hả anh em. Mình sẽ qua phía sau mình lượm thính luôn anh em ơi. Vâng, như vậy là chỉ còn lại có 7 mạng nữa. 7 người chơi nữa thôi. Ở trong cái ván đấu nha mọi người. Ok. Ôi, ba đứa ngay phía dưới đây. Có vẻ căng. Ở dưới có tận 3 đứa thì căng rồi. Thế thì ghê rồi nha em ạ. Mình xem nào. À đây, có một đứa đây này. Thấy rồi nhé anh em ơi. Vậy còn vị trí của hai đứa nữa này. Ở trên này à? Trên này à? Trên này hả em ơi? Một đứa trên nóc xưởng, mỗi đứa ở một bên bệ thì phải à? Ok ok. Đây, đây rồi, đây rồi. Nó đây rồi các bạn ơi. Đây rồi hả em ơi, đây rồi hả em ơi. Làm sao hả em ơi? Làm sao hả em ơi? Lên 3 điểm số nhá. Một đứa thì nó trên nóc xưởng nha em ơi, từ từ nhá. Thế mình sẽ phải chạy lại vào trong đã, từ từ. Chạy vào trong này trước anh em ơi, làm sao vậy? Ok, đã xong. Còn một đứa nữa các bạn ơi, đây này, đây này, đây này. Nó ngay chỗ này mà thôi này. Xuống đây em ơi. Anh chờ chú ở dưới nhá. Xuống đi em ơi, không trước gì thì cũng xanh mộ mà, không trước thì sau cũng xanh mộ mà. Không xuống anh lại sấy cho. Nãy mình thấy vị trí của nó rồi nha em ơi. Thằng này không xuống thì không có được nhé, chỉ có điều là hình như là bị cái thằng ở trên nó kêu rồi nha em ơi. Chắc là vậy rồi. Thế chậm bo thôi nha em ơi. Ok mọi người. Như hiện tại là còn lại 5 người chơi nữa nha. Uầy, cố gắng sống dai kiếm top 1 lần nào. Ok. Giờ là còn lại 4 này. Có lẽ hơi căng các bạn ơi. Bây giờ mà mình lên được cái chòi ở chỗ này thì mình ngon này. Có một cái chòi ở trong nữa cơ. Thôi mình ngồi tạm chỗ này. Chỗ này không có ai này. À đây. Có người này chạy bo hả em ơi. Úi dồi, chạy bo hả em ơi. Chạy bo hả em ơi. Ngồi xuống thôi các bạn ơi. Mong là nó sẽ không thấy mình. Ok ok. Làm sao hả bạn ơi. Nó đang ngồi canh mình. Xem là mình có ở chân chòi hay không. Bây giờ thì mình chưa bắn vội anh em ạ. Từ từ nhá. Đây rồi. Nó chạy thì mình sấy nha. Chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Làm sao. Muốn xanh mộ không em?
Đây này, một đứa lại vừa đi xuống này anh em ơi. Một đứa vừa đi xuống này. Một đứa vừa đi xuống này. Xanh mộ nhé. Bây giờ là mình canh cái đứa phía sau nữa là ok. Chạy hả? Chạy hả em ơi. Ui, chạy hả em ơi. Chạy hả em ơi. Nó vẫn chạy được lên trên mọi người ạ. Ba thằng nữa hả? Thế thì hơi căng rồi. Kìa kìa, bo đang thu lại rồi nha em ơi. Không chạy thì chết nhé em ơi. Chạy đi em ơi. Chạy nè. Chạy nè em ơi. Chạy hả em. Úi dồi, chạy này. Chạy nè em ơi. Lên bảng điểm số nhá. Ok các bạn. Còn là hai mạng cuối này. Qua được cái trò bên cạnh thì ngon. Trò bên cạnh mình nghĩ là chưa có ai đâu. Ok ok mọi người ơi, sẵn sàng nhá. Uầy. Lên được cái trò này thì ngon anh em ơi. Nãy là mình thấy là một đứa nó chạy xuống phía dưới mà. Ngon lành. Đấy, ngồi tạm ở trong luôn nhé. Mình thì mình có mỗi cái đầu giảm thanh thôi anh em ạ. Nên thôi kệ vậy. Nào. Chờ hai đứa nữa chạy vào thôi nào. Sắp tới một rồi các bạn ơi. Đây đây. Một đứa ngay sau trụ điện anh em ạ, thằng này. Làm gì vậy em ơi? Ui. Nó bắn kiểu đứng lên ngồi xuống à? Đậu xe thằng này. Làm gì vậy em ơi? Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Chạy hả em ơi. Lên bảng điểm số nha em. Anh nói rồi mà không nghe cơ. Một thật cuối nha mọi người ơi. Đây rồi. Nó đang chỗ này các bạn ơi. Nó đang chỗ này này. Yes. Nhân giống. 11 kill. Úi dồi ôi, 11 kill top 1 giờ này. Ăn mừng thôi. Xếp một kill lần này anh em ơi. Top 1 giờ này. Nó lại tuyệt vời quá nhỉ. Ok. Như vậy là mình đã có được 11 kill top 1 ở trong cái ván đấu này nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.